Đây là dừa sim nè quý vị khán giả. Ăn thô thì uống dừa sim là rất tốt luôn. Trời đất ơi, trái này ngọt quá. Hôm bữa cả nhà Hà Lùng đi về cái lễ Tiền Giang đó là chặt lên 2 bao. Xong rồi mỗi ngày uống trái gì đó cho nó sạch tổi với lại thanh lọc cơ thể, bổ sung chất điện giải gì gì các kiểu gì đó. Trời ơi nó mát, ngọt dễ sự ngọt luôn. Chứ vừa điện già rồi cơm cứng ngắt của diễn giả dày cui rồi nên nước nó ngọt. Nếu mà mình chặt cái trái dừa ra mà cái cơm của nó còn mềm á, là nó chưa có già hung, là cái nước của nó có thể là sẽ không được ngọt. Riêng cái trái dừa này nó quá ngọt luôn. Đó, trai chặt cho. Đó, cho nên là nó có cái tình cảm ngọt ở trong đó nữa. Nước dừa ngọt mà có thêm cái tình cảm của trai chặt nữa nên nó ngọt nhiều hơn. Sạc sạc, nói sạc, mới sạc.